24 câu chuyện ban cho Phước Huệ. Như cầu làm quan được làm quan, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu mưa được mưa, cầu hết nạn lũ lụt hết nạn lũ lụt, cầu hết nạn hạn hán được hết nạn hạn hán, vân vân. Chích sách Tân Biên Quân Âm Linh Cảm Lục. Câu chuyện số 1. Chiều nhà Đường, Thiện Giác Thiện Sư tu ở Hoa Lâm tại huyện Đầm Châu. Vào một ngày nọ, có Bùi Tướng Quốc đến viếng Thiện Sư. Tướng Quốc đi vào thất không thấy có thị giả, bèn hỏi Thiện Sư: sao ngài không nuôi thị giả mà ở một mình vậy? Thiện Sư đáp: quốc tướng không thấy đó thôi, chứ hiện giờ bần tăng đang có hai người thị giả ở đây. Dứt lời, Thiền sư gọi: đại không, tiểu không. Tức thì có hai con mạnh hổ từ phía sau thất chạy đến. Thiền sư bảo chúng: hiện giờ đang có khách, hai ông tạm tránh đi một chút. Hai con mạnh hổ vâng lời, gầm thét rồi lùi đi. Tướng quốc thấy chuyện lạ bèn hỏi: ngài tinh tấn tu trì pháp môn chi mà cảm được thú dữ thuần phục như vậy? Thiền sư im lặng, cầm số chuỗi đưa lên rồi nói: sơn tăng này không biết tu pháp môn gì cả, ngày ngày chỉ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bùi Tướng Quốc nghe nói cảm động đảnh lễ. Khi lễ lạy xong thì phát nguyện: thầy được như vậy, con cũng xin bắt chước. Sau khi về dinh, Tướng Quốc ngày đêm lễ Phật và niệm Phật rất tinh cần. Chích Sơn Đường Tứ Khảo. Câu chuyện số 2. Chiều nhà Minh, niên hiệu Vạn Lịch, Phật tử Bao Bằng ở huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, là người học rộng, hiểu nhiều, cao tài của đương thời, nhưng lại không may là thi nhiều lần đều bị hỏng. Ông là người lưu tâm đến giáo pháp của Bổn Sư Thích Ca và Khổng Tử, nhất là với Kinh Phổ Môn, thì có tâm tinh kính nên hàng ngày đều chí thành chi tùng. Một ngày nọ, ông đi đến Mão Hộ, ghé vào một ngôi chùa làng, thấy tượng Quan Âm Bồ Tát đứng ngoài trời, mưa ướt dầm dề, vì ngôi chùa ấy cũng hư sập gần hết. Ông lập tức mở túi, thấy có 10 lượng vàng, thì liền kính cẩn đem trao cho vị trụ trì để tu bổ cho ngôi chùa. Tăng chủ không nhận và nói: đạo hữu có lòng tốt rất quý, nhưng trùng tu ngôi chùa này phải mất nhiều tiền của, mà số vàng cúng dường này thì không nhiều, nên khó có thể hoàn thành. Ông nghe nói thì lấy ra 4 sấp vải tốt, 7 chiếc áo ấm dồn bông mới may. Lúc ấy người tới đi theo lật đật đến xin để lại đừng cúng dường, thì Bao Bằng đáp: ta chỉ mong làm sao thánh tượng đại sĩ được kính đáo, không bị mưa dột, thì dù thân này có bị phơi trần cũng không hề chê. Tăng chủ nghe nói cảm động tuôn nước mắt, bèn nói: đạo hữu cúng dường 10 lạng vàng, 4 sấp vải, 7 chiếc áo, việc ấy không có gì, nhưng cái tấm lòng thành kia thì không thể lấy gì đổi được. Khi trùng tu ngôi chùa đã xong, Bao Bằng đến nghỉ trọ lại một đêm. Ông nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát đến bảo: ta ban cho con cháu của ngươi sẽ được hưởng lộc vị trong đời.
Về sau, quả nhiên con của ông là Biện Châu và Thánh Phương đều thi đậu cao, làm quan nội triều hết sức vinh hiển. Những người này cũng noi theo gương cha, tin Phật Pháp, tu hành tinh tấn. Dù ở địa vị quyền quý, cũng không hề sao lãng. Trích Tiên Tâm Lục. Câu chuyện số 3. Triều nhà Tống, ngài Thích Cầu Na Bạc Đà La, Trung Hoa dịch là Công Đức Hiền, dòng Sắc Đế Lợi, là vị pháp sư thâm nhập tâm tạng, thông đạt giáo lý đại thừa. Niên hiệu Nguyên Gia, ngài có ý hướng Đông Du để tuyên giảng Hoa Nghiêm Kinh, nhưng khổ một nỗi là tiếng Trung Hoa ngài không được thông suốt, nên pháp sư thường ôm lòng hối thẹn. Ta thắng chẳng biết làm thế nào. Thế rồi một hôm, ngài nhớ đến Quan Âm Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, có thể làm mãn nguyện cho tất cả chúng sanh. Vì vậy ngài chuyên cần ngày đêm sám hối, bên cạnh đó lại hết lòng chí thành đảnh lễ xưng niệm danh hiệu Quan Âm Đại Sĩ, mong ngài minh gia để được toại với bổn nguyện. Một đêm, pháp sư nằm mộng thấy thần nhân, một tay cầm kiếm, một tay xách đầu người đổi cho pháp sư. Pháp sư giật mình thức dậy, và từ ấy về sau, ngài bỗng thông thạo tiếng Trung Quốc còn hơn cả người bản xứ. Trong thời gian lưu trú tại Trung Hoa, ngài giảng kinh Hoa Nghiêm đến mười mấy biến. Mỗi khi diễn giải, thính giả dưới pháp tòa đều hết lòng thành phục hoan nghênh. Trích Cao Tăng Truyền, tập 1. Câu chuyện số 4. Triều nhà Đường, niên hiệu Chinh Quán, thầy Thích Nguyên Khang du học ở Bắc Kinh. Trước đây thầy ẩn tu nơi xứng giả, hằng ngày thành tâm xưng niệm thánh hiệu Quan Âm, mong cầu Bồ Tát minh gia phát sanh huệ giải. Do tâm chí thành nên cảm đến Bồ Tát. Một hôm có con nai trắng từ trong rừng ra đến chỗ am của thầy. Sừng của nó có đến 3 gạc, hình dáng đẹp đẽ khác thường. Thầy Nguyên Khang thấy con nai vừa đẹp vừa giản dị, nên thường ngày thầy thường vuốt ve chăm sóc và nuôi dưỡng nó, như niệm Phật và chú nguyện cho nó. Khi có việc phải đi xa, thầy cưỡi bạch lộc như cưỡi ngựa. Dù đường có xa đến mấy, vẫn không thấy bạch lộc này tỏ vẻ mệt mỏi. Thầy Nguyên Khang tự ấy phát huệ, biện tài vô ngại, thường ở nơi chùa An Quốc giảng giải tam luận cho đại chúng nghe, lại viết sớ giải thích ý nghĩa bộ Trung Quán Luận, đặc biệt là dịch nghĩa của bộ Huyền Khu Tổng Thuyết hai quyển Minh Tông, Chỉ Trung Luận, Bách Luận và Nhị Môn Luận. Trích Cao Tăng Truyền, tập 3. Câu chuyện số 5. Triều nhà Tống, Tu Giác Vĩnh Minh Thiền Sư Hưng Viên Thọ, tức là Liên Tông Lục Tổ Thiên Thai, đắc pháp nơi Thiên Thai Triều Quốc Sư. Tổ thường tu Pháp Hoa Song Pháp 21 ngày. Sau đó ngài mộng thấy Quán Âm Bồ Tát dùng nước cam lồ rưới vào miệng. Sau đó ngài được biện tài vô ngại. Ngài trước tất bộ Tần Cảnh Lục 100 quyển, dùng thông các pháp quy tâm. Sau đó lại trước tất thêm bộ Vạn Thiện Đồng Quy Tập 3 quyển,
phát minh chi thú không hủ tánh tướng, cực lực nêu cao cảnh sách, khuyên hàng Phật tử phải chân tu và quy hướng về lý trung đạo. Hàng ngày mỗi thời khóa tổ niệm tín hiệu Di Đà 10 vạn biến, chuyển tu tịnh nghiệp, nguyện cầu vãng sanh. Tổ ở chùa Vĩnh Minh 15 năm, đầu hàng đệ tử xuất gia đến 1.700 người và truyền trao với Bồ Tát cho đại chúng. Thường ngày tổ thí thực phóng sanh, làm tất cả công đức đều hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Niên hiệu Khai Hoa năm thứ 8, ngày 26 tháng 2, vào lúc sáng sớm, tổ thức dậy thắp hương cúng Phật rồi từ biệt đại chúng. Tổ ngồi kiết già niệm Phật rồi vãng sanh. Trích Võ Lâm Cao Tăng Sự Lược. Câu chuyện số 6. Chiều nhà Tống, Tuân Thức Thiền Sư là con nhà họ Diệp ở Tuyền Châu. Thân mẫu của Thiền Sư thường ở trước thánh tượng Quan Âm, chí thành khẩn thiết lễ niệm, cầu nguyện mới sanh được Thiền Sư. Thiền Sư là bậc học vấn cao thâm, chuyên tu khổ hạnh, nhất tâm niệm Phật cầu về an dưỡng. Thiền Sư thường gắng sức thực hành bằng châu tám mùi, lấy 90 ngày làm kỳ hạn. Ở đạo tràng vì quá khắc khổ nên Thiền Sư bị chứng lạc huyết, hai chân bị nứt nẻ, nhưng Thiền Sư vẫn tự thệ dù chết vẫn không thối chí. Một đêm nọ, Thiền Sư nằm mộng thấy Bạch Y Quan Âm đến, đưa ngón tay vào trong miệng Thiền Sư, kéo ra vài con lải. Từ đầu ngón tay của Bồ Tát phun nước cam lồ rót vào miệng của Thiền Sư. Bây giờ Ngài cảm thấy thân tâm mát mẻ, nhẹ nhàng, bao nhiêu bệnh tật trước đây đều lành hẳn. Khi mãn kỳ hạn ra khỏi đạo tràng, đảnh tướng của Thiền Sư cao hơn 1 tấc, hai tay thòng xuống quá gối, âm thanh như tiếng đại hùng chung, hoàn toàn khác hẳn với ngày trước. Tự chúng Phật tử đương thời thấy vậy, ai nấy đều tán thán và kính ngưỡng. Thiền Sư sáng lập chùa Hạ Thiên Trúc vài trăm gian và kiến tạo Quảng Minh Sám Đường. Mỗi khi gác một cái đòn tay hay lập một miếng ngói, đích thân Thiền Sư tụng 7 biến chú. Nhờ công đức này mà trải qua 3 lần giặc giả loạn ly, tất cả các nơi đều bị thiêu đốt thành tro, nhưng Hạ Thiên Trúc Tự và Quảng Minh Sám Đường đều bình yên vô sự. Đấy chính là nhờ công đức và năng lực tu trì kiên cố của Ngài mà được như vậy. Thiền Sư trước tất quyển Tịnh Độ Oai Nghi, hạnh nguyện Di Mộng cùng với các bổn sám nghi như Tịnh Độ Sám Pháp, Kim Quang Minh Sám, vân vân, để lưu hành trong thiên hạ. Quốc vương nhà Tống phụng hiệu cho Thiền Sư là Tự Vân Sám Chủ. Trích Võ Lâm Cao Tăng Truyền. Câu chuyện số 7. Chiều nhà Tống, Uẩn Đề Pháp Sư hiệu là Thanh Biện, họ Châu, là người tiên đường. Pháp Sư từng mất vài chứng bệnh dịch, chạy chữa trăm phương đều vô hiệu. Pháp Sư tự biết bệnh này ngoài Phật lực ra thì khó mong được khỏi, nên Pháp Sư chí thành lễ bái xưng niệm thánh hiệu Quan Âm. Một đêm nọ, Pháp Sư mộng thấy có một người đến dùng đục vạch ngực Pháp Sư để đổi trái tim mình, sau đó
lại dùng tay xoa vết thương rồi bỏ đi. Khi giật mình tỉnh dậy thì bệnh của pháp sư tự nhiên lành. Bấy giờ tất cả kinh luật luận pháp sư đã xem từ trước đều nhớ lại và rất thông lý thú, lại có thể hạ bút thành chương, xuất ngôn thành bảo điển. Mọi người đương thời đều cho là pháp sư nhờ thành tâm lễ bái xưng niệm Quan Âm mà được biện tài phú ngài, là sự việc minh chứng hiển thật. Trích Phật Tổ Thông Ký. Câu chuyện số 8. Triều nhà Tống, Minh giáo đại sư Khế Tăng tự là Trọng Linh, sống tại chùa Linh Ẩn, huyện Hàng Châu. Ngài là con của họ Lý, xứ Đồng Tân, tỉnh Quảng Tây. Đại sư xuất gia từ lúc 7 tuổi, liền thọ giới cụ túc. Theo luật thiền viện do Phật chế lập thì 20 tuổi mới được thọ giới cụ túc. Nhưng do đại sư là trường hợp đặc biệt, dù tuổi còn nhỏ nhưng lại có đủ năng lực nghiêm trì giới cấm, nên dù chưa đến tuổi vẫn được cho phép thọ giới. Đại sư thường đội thánh tượng Quan Âm trên đầu, chuyên niệm danh hiệu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày 10 vạn biến. Đại sư thông đạt tâm tạng kinh điển, lại có sức nhớ rất dai. Ngài chứa tất bộ phụ giáo luận hơn 10 vạn lời, thiền môn định tổ đồ, truyền chánh pháp tông kỷ và phụ giáo thiếu vị. Đại quan triều Tống là Hàng Trung Hiếu Công cùng với Âu Dương Văn Trung Công đều tán thán kính trọng pháp sư là bậc đạo cao đức trọng đương thời. Niên hiệu Hy Ninh triều nhà Tống, năm thứ tư vào tháng sáu, pháp sư thị tịch. Lúc trà thị xong thì trong sáu căn có ba căn không hoại là nhãn căn, thiệt căn và đồng chơn, cùng với xương đầu sau chuỗi niệm Phật. Năm vật ấy vẫn còn y nguyên, lưu xuất những hạt xá lợi sắc hầu bạch rất tinh khiết, hình trạng bằng hạt tiêu lớn. Trong bộ Đàm Tân Văn Tập 20 quyển có ghi chép và lưu hành trong đời. Trích Phật Tổ Thông Ký. Câu chuyện số 9. Triều nhà Thanh có thầy Thích Chu Am là người ở tỉnh Giang Nam. Thuở thiếu thời, tính tình của thầy rất thô lỗ và cộc cằn. Một hôm, tại nơi thiền viện ở Vương Châu, thầy tranh cãi với Phạn Đầu Sư, thốt ra những lời lẽ vô lễ, hạ nhục Phạn Đầu Sư. Vị tăng chủ trong thiền viện biết được việc này nên đem ra trước đại chúng quở trách nghiêm khắc, răn đe nếu không hối cải sẽ tức thời đuổi ra khỏi thiền viện. Lúc ấy thầy mang lòng căm giận trong lòng, dự tính sẽ tìm cách trả thù vị tăng chủ. Nhưng đến lúc nửa đêm thì bỗng tự thấy hối hận với ý nghĩ lúc chiều là vô cùng tội lỗi, nên phát tâm sám hối. Thầy tự suy tư không biết làm cách gì để gột rửa tội lỗi này, muốn đi các nơi học đạo thì lại thấy phần mình là kẻ đáng khinh, nên suốt đêm trằn trọc không thể nhắm mắt. Mãi đến lúc trời gần sáng thì thoạt nhiên tự ngộ: ta thường nghe nói người nào chí tâm chỉ tùng thần chú đại bi của Quán Âm Bồ Tát thì căn nguyên của tất cả các pháp đều thông suốt, lại có thể chứng đắc vô thượng quả. Ta đây dù thuộc về hàng ngu dốt
vẫn có thể chỉ tụng thần chú đại bi. Vậy sao ta lại không cố gắng mà tự gây trở ngại cho chính mình? Đến sáng thì thề đến trước tăng chủ cầu xin sám hối tạ tội. Sau khi sám hối xong thì bày tỏ ý nguyện được đóng cửa 3 năm chuyên trì tụng thần chú đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin tăng chủ từ bi cho mượn một tịnh thất và giúp đỡ phí tổn về y phục, ẩm thực, thuốc men trong 3 năm. Tăng chủ nghe qua thì vô cùng hoan hỷ, liền ân thuận. Thầy liền dời chỗ ở vào tịnh thất trên lầu thờ kính tạng, ngày đêm chuyên trì thần chú không hề giải đãi. Trước ngực lại chia một bảng nhỏ viết hai chữ cấm ngữ. Khi có người lên lầu thờ kinh muốn nói chuyện với thầy, thầy liền chỉ vào thẻ bài nơi ngực để đáp lại. Như thế trải qua 3 năm, lúc mãn kỳ ra thất, khi thầy bước ra, đại chúng đều nhìn thấy thần sắc của thầy đổi hẳn, dung nhan luôn vui vẻ tươi cười, tánh tình khiêm hạ, ai trông thấy thầy cũng đều cung kính. Một hôm nọ, có một số vị khách đến chùa để xem kinh, nhưng không hiểu nghĩa lý trong kinh, nên họ đến chất vấn thầy. Có rất nhiều chỗ khó giảng giải, nhưng thầy vẫn vui vẻ đọc kinh luận và giảng cho họ nghe lưu loát như nước chảy. Tất cả đều kinh ngạc tán thán. Sau một thời gian thì mọi người mới biết thầy chẳng những thông thạo về nội điển mà cả với bộ bách gia của chính học phái lớn cũng thông suốt. Văn thơ chuyện đọc của thế gian thầy không cần để mắt vẫn có thể đọc thuộc. Bây giờ có một vị đại quan là Văn Đặc Công từ quan về quê, nghe danh của thầy liền đến thiền viện để cùng đàm luận. Thầy đối ứng thông suốt như nước chảy, không hề mệt mỏi. Văn Đạt kinh ngạc tán thán rằng cảnh sở chứng của thầy đã vượt ra ngoài nhân thiên, không một học giả nào có thể sánh bằng và suy lường được. Trích Vương Canh Tân Chú Âm Đại Sư Truyền. Câu chuyện số 10. Triệu Nhã Minh có huỳnh ngạn sĩ ở Tô Châu cưới vợ là Nhan Thị. Vì mới cưới đến đôi vợ chồng này khăng khít không rời nhau. Lúc ấy tại Tô Châu có loạn, dân chúng đua nhau chạy giặc, đến hai vợ chồng nhà này cũng chạy loạn. Chẳng may trên đường chạy trốn thì bị lạc nhau. Nhan Thị lúc lạc mất chồng rồi thì vô cùng sợ hãi, thân gái nơi xứ lạ với người, nên đến lúc trời tối không dám xin trọ nhà người nào. Đang lủi thủi trên đường thì bỗng gặp một ngôi cổ miếu. Cô định bước vào trong để trọ qua đêm tại đây thì nghe có tiếng người nói từ bên trong, nên cô hoảng sợ định bỏ chạy. Lúc ấy bụng có tiếng nói cất lên: "Cô nương đừng hoảng sợ, tôi đây là một ni cô." Nghe hai chữ ni cô, Nhan Thị vui mừng trong lòng, liền bước vào cổ miếu thì nhìn thấy một sư bà tuổi đã lớn. Hai người dù chưa quen biết nhau nhưng khi gặp nhau đàm luận lại cảm thấy rất thân tình. Đến sáng sư bà nói với Nhan Thị: "Con tuổi còn trẻ, đi đường một mình e có nhiều bất tiện. Hiện tại trong hành lý của ta có áo và mũ cho con cải trang. Con nên thay đồ và theo ta về nương tựa ở Âm Chanh." Nhan Thị vâng lời cải trang theo sư bà về ám thất, ngày ngày quét tước, dọn dẹp, lo việc hương đăng trên bàn Phật, để sư bà tiện đi lo Phật sự. Nói về ngạn sĩ lúc chạy giặc thì lạc mất vợ nên lòng buồn lo vô hạn,
tìm kiếm khắp nơi trong 3 năm mà vẫn không thấy. Trong lòng nghĩ thầm, chắc vợ ta trong lúc loạn lạc đã gặp phải nạn tai. Ngạn sĩ lưu lạc rày đầy mây đó, viết mướn độ nhật qua ngày. Một ngày nọ, anh bỗng nhớ đến người bạn đồng học hiện đang làm quan ở tỉnh Chiết Giang, nên thuê chiếc ghe nhỏ mướn người chèo để đến tìm bạn. Khi đi đến Gia Hưng thì gặp Tuần Hải Bên đến, nên vội cho ghe tấp vào bờ. Ngạn sĩ lên bờ nghỉ ngơi. Trong lúc hồi nghỉ, anh nhìn quanh thì thấy trong bụng cây lương khô có một cái gói rất đẹp, nên mở ra xem thì thấy bên trong là một cái hộp đựng đầy vàng. Ngạn sĩ vui mừng khôn xiết, tự nói: đây là trời cho ta. Nhưng khi xem kỹ lại thì thấy có một quyển sổ ghi rõ danh tánh của những người cúng dường, nên ngạn sĩ sực tỉnh, dặn lòng không được tham lam, đừng cho là của người bỏ rơi mà tự cho mình quyền thọ dụng. Đây là tài vật của Thâm Bảo, nên chỉ một nén vàng thôi đã không biết là bao nhiêu công đức, huống hồ đây là cả một hộp vàng. Nghĩ rồi, ngạn sĩ cho dựng ghe ở lại nơi ấy để chờ người bỏ rơi quay lại nhận. Trải qua 2 ngày thì thấy có một sư bà ở đâu chạy đến, đập đầu vào thân cây than khóc thảm thiết. Ngạn sĩ đến hỏi thăm nguyên do thì sư bà cho biết trước kia có phát nguyện sẽ rước thợ làm một thánh tượng Quan Âm Đại Sĩ, nên thời gian qua đã đi quyên góp tiền khắp nơi để giành được 30 lượng vàng. Ngày hôm kia khi đang trên đường về Thảo Am, khi đi ngang qua đây thì gặp Tuần Hải Binh. Trong lúc vội vàng sợ hãi không biết cất giấu số vàng nơi nào, thì nhìn thấy gần đó có một bọng cây khô, bèn đem giấu nơi bọng cây ấy. Giờ đây không còn nhìn thấy nữa, nên sư bà quá đau buồn, chỉ muốn chết tại đây. Nghe xong không nói một lời, ngạn sĩ liền trao trả lại hộp vàng. Sư bà muôn phần cảm động, nói không nên lời, vái tạ người đã cứu mạng mình. Nên sư bà nói: từ đây đến Thầu Am của tôi chỉ còn chừng 20 dặm, xin ngài đừng phụ lòng thành, xin quá bức đến đó để tôi được mời một bữa cơm chay và đưa ngài đến chức đại sĩ để tỏ bày thanh đức và cùng lễ bái cho ngài được phước thọ miên trường. Ngạn sĩ lúc ấy trong bụng cũng có phần đói, vì đã 2 ngày vất vả để người đánh rơi đến nhận lại của, lại thấy sư bà tha thiết mời về am, nên ưng thuận theo chân sư bà. Khi đến Thảo Am thì nhân thị ra mở cửa, hai vợ chồng bất ngờ gặp lại nhau nên nắm tay hòa khóc, rồi thuật lại cho sư bà nghe duyên cớ lưu lạc nhau mấy năm nay. Lúc ấy có nhà buôn muối họ Uông là gia đình triệu phú trong vùng, khi nghe tin ngạn sĩ là người trọng đạo nghĩa, khinh thường tiền tài, nên vội đến Thảo Am mời cả hai vợ chồng về nhà, rồi lấy lễ đối đãi như thượng khách, giữ chân hai vợ chồng ở lại một thời gian, rồi đem tiền bạc vật dụng tặng cho hai vợ chồng anh, lại sai người đưa về Tô Châu. Về sau vợ chồng ngạn sĩ sanh được một trai một gái. Trai thì trí huệ thông minh, hình dung tuấn tú, còn gái thì hiền đức, dung mạo đoan chánh. Một ngày nọ, vợ chồng ngạn sĩ tự nghĩ: chúng ta ngày nay ở trong cảnh đầy đủ, còn cái nên người chính là nhờ ân đức của Tam Bảo từ bi gia hộ. Chúng ta nên thỉnh thánh tượng của Quan Âm Bồ Tát về thờ phụng. Hai vợ chồng ông bèn thỉnh thánh tượng Quan Âm về thờ.
ngày đêm chiêm bái, đảnh lễ, tụng kinh, niệm Phật rất tinh tấn. Cả hai vợ chồng ông đều hướng thọ đến tuổi thượng thọ. Trích Hải Nam Nhất Trước. Câu chuyện số 11. Chiều nhà Đường, Vạn Hồi Thiền Sư họ Trương là người ở Nam Hưng, tỉnh Hà Nam. Trước khi sinh ra Thiền Sư, mẹ ông thường thành kính đối chức tượng Quán Âm Đại Sĩ xin cầu một đứa con. Sau đó sinh ra ông. Nhưng đến lúc 8-9 tuổi thì mới biết nói bập bẹ. Khi đến tuổi trưởng thành, cha ông bảo đi cày ruộng thì ông vâng lời vắt cày dắt trâu ra đồng. Cày hết mô này qua mô nọ, đến mấy mươi dặm vẫn không ngừng. Chỉ đến lúc gặp dòng suối thì mới dừng lại. Theo lệ thường của nhà nông, khi cày ruộng thì người ta thường hô dí thả, nhưng thiền sư thì lại luôn miệng kêu bình đẳng, bình đẳng. Phụ thân ông biết chuyện nổi giận đánh cho một trận đòn. Sau khi bị đòn xong, thiền sư đứng dậy khoanh tay lại thưa: "Thưa phụ thân, cha không hiểu nên đánh con. Phàm khi cày ruộng thì tất cả đều cày, làm gì còn phân biệt kia đây?" Anh của thiền sư đi lính ở Tây An mấy năm trường mà không có tin tức, nên cha mẹ ông ngày đêm lo lắng buồn rầu, luôn nghĩ rằng con mình đã chết. Thiền sư thấy vậy bèn đến bên cha mẹ thưa rằng: "Cha mẹ vì thương nhớ anh con mà ngày đêm thương xót sầu thảm, cũng chẳng có ích gì. Nay con xin cha mẹ sắm ít đồ y phục, lương thực và những đồ dùng cho anh con. Con sẽ thay cha mẹ mang đồ đến thăm anh con." Khi đã chuẩn bị đồ xong, vào một ngày nọ, thiền sư thức dậy vào sáng sớm, không ăn uống gì, đến trước mặt song thân kính cẩn lễ bái tự tạ rồi lên đường. Nhưng đến chiều đã thấy thiền sư trở về nhà. Ông bước vào gặp cha mẹ thì thưa rằng: "Hiện nay anh con vẫn bình yên vô sự, anh con gửi thư thăm hỏi cha mẹ đây." Phụ thân ông lúc đầu nhìn thấy thiền thư chưa về trong ngày thì cho rằng ông nói dối, nhưng khi mở thư ra xem thì quả thật là bút tích của người anh. Ai ai trong nhà cũng kinh ngạc vì đường đến Tây An phải chia qua trên vạn dặm, vậy mà ông chỉ đi có một ngày đường. Vì tích chuyện này mà người ta gọi ông là Vạn Hồi Thiền Sư. Trước kia, Huyền Trang Pháp Sư trên đường đến Phật Quốc Thịnh Kinh có nhìn thấy trên cây cột trước nơi thờ Phật để dòng chữ Bồ Tát Vạn Hồi sẽ đến văn hương để giáo hóa chúng sanh. Khi trở về bổn quốc, Pháp Sư liền đến văn hương hỏi thăm Vạn Hồi cho kỳ được. Khi được gặp Pháp Sư, ngài liền thành tâm đảnh lễ và đem ba cái y cùng bình bát cúng dường. Nhưng Vạn Hồi Thiền Sư tự tạ không nhận và bỏ ra đi. Trích Cao Tăng Truyền tập 3. Câu chuyện số 12. Chiều nhà Tống, Địch Tập là người kinh sư ở Trấn Tư An, huyện Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Dù đã 50 tuổi, nhưng ông vẫn không có con. Ông bèn phát nguyện rước người đến Hòa Thánh Tượng Quán Âm Đại Sĩ thờ cúng trong nhà. Ngày ngày xưng niệm, lễ bái, cầu đạo rất chí thành. Vợ của ông trước khi có mang thì nằm bụng thấy có một phụ nữ trong trang phục bạch y, tay cầm cái giỏ có một đứa bé trai tuấn tú bên trong đến trao cho mình. Chưa kịp đưa tay đỡ lấy đứa bé ấy
thì bỗng đâu có một con trâu đến đứng chặn ngang ở giữa, nên không thể bế đứa bé được. Đến đúng ngày tháng thì Hà sanh được một đứa bé trai, nhưng sau khi ra đời chỉ sống được 11 tháng tuổi thì bị bệnh nặng rồi qua đời. Địch tập lại, Chí Thành khẩn thiết cầu nguyện. Lúc ấy có một người trong xóm nghe chuyện giấc mộng của vợ ông, bèn nói với ông rằng chắc là do nhà ông ưa ăn thịt trâu nên mới có giấc mộng ứng hiện như vậy. Nghe xong, ông chợt giật mình tỉnh ngộ, liền phát thệ cả nhà chẳng những không ăn thịt trâu nữa mà trường chay luôn. Sau đó vợ ông lại nằm mộng thấy người đàn bà trước kia đến trao cho một đứa bé nữa và liền thọ thai. Đúng ngày tháng sinh ra một bé trai hình dung đoan chánh, mặt mày sáng sủa. Đến khi trưởng thành thì học hành thông minh, thi đậu cao rồi ra làm quan nội triều rất tôn quý. Trích Quán Tự Lục và Quán Âm từ Lâm Tập. Câu chuyện số 13. Triều nhà Tống có Phật tử tên là Trương Khánh ở Biện Kinh, trong niên hiệu Tương Phù thì ông làm quan giám ngục. Khi làm việc, ông thường đối xử với tù nhân bằng tâm từ bi của một Phật tử. Dù là quan giám ngục nhưng không bao giờ hết dịch, ngày ngày cũng lau chùi, quét tước dọn dẹp và nhắc nhở người dọn dẹp những nơi ô uế. Vào mùa nắng, ông hết lòng săn sóc phạm nhân, cho nước uống, thuốc men, đồ dùng. Ông cũng thường nhắc nhở thuộc cấp của mình phải có lòng từ tâm với tội nhân. Hàng ngày Trương Khánh đều tụng kinh Pháp Hoa. Lúc trong ngục có tử tội thì tự mình phát nguyện ăn chay tụng kinh một tháng để cầu nguyện cho người ấy. Ông răn dạy tội nhân phải biết nhận lỗi, không nên vu cáo cho người lương thiện vì ác nghiệp ấy tự mình phải mang, tương lai không thoát khỏi quá khổ. Vợ của ông là Viên Thị đã 48 tuổi nhưng không có con. Một ngày nọ mắc phải ung dịch nên qua đời. Nhưng 3 ngày sau khi chết thì bỗng nhiên bà sống lại, kể rằng lúc tôi vừa mới chết thì bị dẫn đến một chỗ rất tăm tối. Ngay lúc ấy tôi nhìn thấy Bạch Y Đại Sĩ đến bảo: chồng của ngươi ẩm đức rất lớn nên con cháu sẽ hưng thịnh vinh hiển, mà hiện nay ngươi vẫn chưa có con kế tự. Nói dứt lời thì Bồ Tát dẫn tôi đi ra, do đó mà sống lại được. Sau khi sống lại thì năm sau đó Viên Thị có thai rồi sinh ra một đứa con trai hình dung đoan chánh, mặt mày sáng sủa, học hành thông minh, sau khi đầu ra làm quan nội triều. Phật tử Trương Khánh sống đến 82 tuổi thì tạ thế. Trước ngày mất, ông không tật bệnh gì, an nhiên niệm Phật mà ra đi. 6 đứa cháu nội của ông đều đấu đạt, có quyền tước hiển vinh. Trích Quán Âm Trì Nghiệm Ký. Câu chuyện số 14. Triều nhà Thanh, Huỳnh Phán Sanh ở Tân Ấp, tỉnh Quảng Châu là một nhà giàu có. Tuy đã 50 tuổi mà trong nhà vẫn vắng vẻ, không có con kế tự. Năm Mậu Tý, ông phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, lại nguyện trường trai không dùng đồ huyết nhục. Trong nhà ông thờ Quán Âm Đại Sĩ rất thành kính,
Hằng ngày hai thời, mai chiều, dù có bận việc cách nào thì cũng gác lại một bên. Đến bàn thờ, làm lễ, đảnh lễ đại sĩ hai chấm lạy và chuyên tâm xưng niệm thánh hiệu đại sĩ. Suốt trọn năm, không thiếu một ngày. Chưa đến ba năm thì thê thiếp liên tiếp trong một ngày sanh được mấy đứa con trai thông minh, trí huệ. Sau này các con ông đều đỗ đạt ra làm quan, mang vinh hiển về chỗ gia tộc. Ứng như trong kinh Phổ Môn dạy: nhật hữu nữ nhân, thiết dục cầu nam, lệ bái cúng dường Quán Âm Bồ Tát, tiền sanh phước đức trí huệ chi nam. Chính là họ Huỳnh trong chuyện như vậy. Trích Quán Âm từ Lâm Tập. Câu chuyện số 15. Chiều nhà Tống, vua Anh Tôn niên hiệu Chi Bình vào năm thứ hai, vào mùa thu ngày 3 tháng 8 tại đô thành. Trời bỗng đổ mưa dữ dội suốt ngày đêm, nước ngập tràn khắp nơi, gây thiệt hại lớn cho hoa màu. Nhà cửa dân chúng đều bị hư sập. Anh Tôn Hoàng đế nghe tin vô cùng lo buồn, lập tức hạ chiếu cho các đại thần và dân chúng tìm cách để ngăn chặn nạn lụt. Quan tể tướng Tằng Công Lương khi tiếp chiếu của vua xong, có đến gặp Trần Thông chi huyện Hàng Châu, liền được khuyên nên nhân biểu cho Anh Tôn Hoàng đế biết rằng nơi viện Thiên Trúc tại Khánh Kinh có thờ phụng Quán Âm đại sĩ từ đời Thập Tấn cho đến nay. Tất cả dân chúng nơi này đều đến nương nhờ Bồ Tát để được hưởng ân đức cứu khổ của Ngài, sự linh nghiệm không thể kể xiết. Anh Tôn Hoàng đế đọc biểu xong, bèn hạ lệnh cho các quan mẫu đến nơi ấy chí thành chiêm bái cầu đảo lễ bái đại sĩ. Tằng tể tướng tiếp chỉ, lập tức cùng các quan lên đường đến cầu đảo Bồ Tát. Chỉ trong một thời gian ngắn thì mưa liền dứt. Anh Tôn Hoàng đế mừng rỡ, bèn ban sắc tứ cho viện Thiên Trúc là Thiên Trúc Linh Cảm Quán Âm Viện. Trích Thiên Trúc Chí. Câu chuyện số 16. Chiều nhà Tống, vua Trân Tông niên hiệu Hàm Bình vào năm đầu, từ tháng Giêng đến tháng Năm trời không có một hạt mưa. Trưởng Tống Hoàng đế cùng với các quan đi khắp các nơi cầu phép đào vũ, nhưng không có kết quả gì, mà ngược lại mỗi ngày một nắng gắt hơn. Bấy giờ cán sự Trung Chương Khử Hóa trấn thủ tại Hàng Châu là một vị quan có tâm nhân từ, thương dân như con. Nhìn thấy cảnh tình này nên ông đích thân đốc xuất tất cả mọi người đi đến chùa Phạm Thiên, đến trước thánh tượng Quán Âm đại sĩ nhất tâm cầu đạo. Chỉ trong một thời gian ngắn, đương lúc nắng như thiêu đốt thì bốn phía mây kéo về đen kịt, rồi một trận mưa lớn đổ xuống ngập hơn mắt cá chân. Vua quan cho đến dân chúng không ai không vui mừng. Trấn Tông Hoàng đế vui mừng, liền ra chiếu chỉ cho nhân dân toàn quốc từ đây phải nhất tâm quy hướng về Tam Bảo. Mọi lúc quốc gia có đại nạn thì không cầu xin thần thánh, mà một lòng hướng về Quán Âm đại sĩ. Trích Thiện Trúc Chí. Câu chuyện số 17. Chiều nhà Thanh, có Phật tử Chi Huy Tử Bành Thế Thanh là người Tường Châu, tỉnh Giang Tô.
ông tường thuật lại câu chuyện như sau. Tháng 6 mùa hạ năm ấy, ở Tô Châu có đại hạn. Lúc ấy tôi ngủ tại Vạn Tinh Các, nguyện kiết thất 21 ngày. Chí Thành chỉ tụng chú Đại Bi và gia trì thánh hiệu Tây Phương A Di Đà Phật. Mỗi ngày tôi chỉ dùng một bữa ngọ. Khi mãn kỳ thức thì mưa liên tiếp mấy ngày, nước dâng cao đến được nửa thước. Trích Hải Nam Nhất Trước. Câu chuyện số 18. Triều nhà Tống, vua Chân Tông vào niên hiệu Tường Phù năm thứ 9. Vào khoảng tháng 9 thì bỗng nhiên có dịch phi hoàng nổi dậy. Phi hoàng là những con sâu biết bay, ăn hại lúa thóc hoa màu, tàn phá hoa màu làm cho dân chúng vô cùng kinh hãi. Chân Tông hoàng đế rất lo buồn vì đã dùng nhiều phương cách mà vẫn không diệt được nạn sâu này. Càng ngày dịch sâu càng mạnh. Hoàng đế liền sai trung sứ cùng báo quan đến trước thánh tượng Quán Âm Đại Sĩ Chí Thành cầu nguyện. Vào lúc giờ ngọ ngày 30 tháng ấy, ánh nắng đang chiếu sáng như thiêu đốt thì đột nhiên mây kéo đến từ phía tây bắc, che phủ dày đặc, sấm chớp vang rền. Trong chốc lát đổ xuống một trận mưa đá còn hơn tên đạn. Tất cả các áo chuồng sâu, khắp các nẻo đường đều bị nước cuốn trôi. Các loài sâu đều biến mất. Chân Tông hoàng đế vô cùng cảm động đức đại từ đại bi của Bồ Tát, nên hạ lệnh cho tất cả quan dân đương thời đều một lòng kinh hướng về đại sĩ. Trích Thiện Trúc Chi. Câu chuyện số 19. Triều nhà Minh, vương Lập Hộ từ Bao Vô ở Đại Châu, niên hiệu Vạn Lịch năm Bính Tý, phụng lệnh triều đình lãnh trách nhiệm làm giám khảo trường thi. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy cha mình là Vương Tấn Công khuyên nhắc: số con 15 năm nữa sẽ chết, nếu con cố gắng vun trồng phước đức, phát tinh tâm với tam bảo, ăn chay niệm Phật thì chắc có kết quả tốt. Tỉnh giấc, ông phát nguyện trường trai, cùng thọ bốn giới: sát, đạo, dâm, vọng. Về sau, lúc ông đã làm quan ở Tâm Cam, tỉnh Giang Tây, thì đối với việc trường trai, thọ giới lại bỏ hẳn. Năm Mậu Ngọ, ông vào cung ý kiến hoàng thượng, thì ngay trong đêm sắp đi, mộng thấy cha đến buồn phiền quở trách. Sau khi thức dậy, trong lòng ông rất lo sợ. Sáng ngày, ông đi ghe đến địch cảnh. Đến nơi là vào lúc canh hai. Vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là ông say giấc mộng ngay. Lúc ấy, ông bỗng thấy có hai người mặc thanh y cầm thẻ đến bắt đi. Trong chốc lát thì thấy mình đến nơi Minh Phủ. Có đại điện rất trang nghiêm. Tội nhân bị bắt đến có khoảng vài nghìn người đứng trực trong sân điện. Có người bị xiềng, có người đeo gông, vân vân. Trên đại điện, Diêm Vương áo mão trang nghiêm ngồi giữa, hai vị minh quan ngồi hai bên tà hữu. Có bằng án trước mặt, những người đứng hầu thì hình tướng rất hung dữ đáng sợ. Diêm Vương gọi đến tên Lập Hộ liền quở trách: thọ số của ngươi đã hết từ tháng 8 năm Bính Thìn, nhưng được sống đến nay là nhờ sự trai giới. Tại sao ngươi lại bỏ việc làm công đức đó
Dứt lời thì quan quyển sổ bồ đến trước mặt Lập Hồ, bảo dở ra xem. Lập Hồ nhìn thấy dưới tên của mình có ghi rõ ngày, tháng, năm. Đến tháng 8 năm Bính Thìn thì bỏ trốn. Hồ xem xong thì cúi đầu tâu rằng: tâu bệ hạ, làm quan ở thế gian nếu không như vậy thì không thể được, vì ngày ngày tiếp xúc với bạn đồng liêu, các quan đối với việc ăn chay giữ giới rất khó thực hiện. Diêm Vương bèn quở trách: đã được làm quan là do phức lực của trai giới đời trước, đúng lý phải tiếp tục vung chồng. Tại sao ngươi ngu si hưởng phước lại tạo tội? Lập Hồ nghe xong bèn xin cho Hồi Dương để tiến tu trở lại. Diêm Vương than rằng: số ngươi đã hết, giờ có hối cũng biết làm sao. Dứt lời thì bảo quỷ tốt dắt vào ngục. Lúc ấy vị minh quan phía tả đứng dậy tâu rằng: tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho dừng lại một chút để xem lại những việc đã làm sau khi phá giới. Trong di lát có người hầu đòi đến hai cần xe lớn, trong đó đều là những số bộ văn tự lúc Lập Hộ làm quan ở Tân Cam, giấy yết thị danh thiếp vân vân đều có đủ trong ấy. Các giấy tờ này hiện lên theo màu sắc không đồng nhau, trắng, xanh, đỏ lẫn lộn. Diêm Vương bảo minh quan kiểm tra và xếp lại. Đầu tiên là màu đen và màu xanh để vào một chỗ, sau đó là màu trắng và màu đỏ để thành một chỗ. Đống màu xanh dần dần mờ nhạt, còn đống màu đen dần dần nhỏ lại như chiếc đũa. Đống màu đỏ thì lại chói sáng rực rỡ. Hộ đứng bên cạnh lén nhìn trong đống đỏ thì đã chính là kinh Kim Cang Bát Nhã từ mình đã khắc bản in ấn lúc còn sống. Ba quyển hiếu sinh biên xã thượng. Diêm Vương xem qua thì sắc diện có phần hòa diệu, ngó hai vị quan tà hữu rồi phán rằng: ngươi cũng thuộc về người biết vun trồng phước đức, chỉ tổn nhãn quan, thân mạng có thể được an toàn, khỏi xu vào ngục. Nói rồi hạ lệnh cho quỷ tốt móc mắt để chính cột. Hồ thấy sáng chói lập rè tự nghĩ: mắt mình đã bị móc, đâu còn xem thấy được. Vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên mọi thứ trở thành tối đen. Bây giờ vô quan điện đường đều không thấy nữa. Ngay lúc ấy Hồ có cảm giác như có người vỗ tay hối thúc mình bảo: đi mau, đi mau. Vì phải đi mau nên liền trực chân té rồi tỉnh dậy. Bây giờ gà đã gáy sáng. Hồ nghe tiếng khóc của gia nhân xung quanh thân mình. Hồ hỏi nguyên cớ thì họ bảo: từ lúc canh hai đến giờ ông mê man bất tỉnh, tay chân lạnh ngắt, hai hàm răng ngậm cứng. Chúng tôi rước thầy y đến thì báo rằng ông trúng phong phát lạnh, độ thuốc đã mấy lần nhưng không hiệu quả. Hồ mở mắt nhưng thấy ánh đèn như kim châm, mắt mình không sao mở được. Tự biết là do nghiệp báo không thể chữa thuốc men, nên quyết tâm xin hồi quan trở về Cô Lý. Sau khi về nhà, ông gác bỏ mọi việc chuyến tu tịnh nghiệp, hàng ngày chí thành chỉ tụng kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, mai chiều không dậy đại. Vào tháng 7 năm Canh Thân, sau khi lễ sám, vào đêm ấy ông mộng thấy đại sĩ dùng cành dương rưới nước cam lồ vào trong đôi mắt. Sáng ngày thức dậy, hai mắt sáng lại như thường. Về sau
ông du hành đến nhiều nơi danh lam, yết kiến tổ Vân Thê, Bác Sơn, vân vân, rồi phát nguyện xuất gia tu hành tinh tấn, lấy hiệu là Bích Như Đại Sư. Ông sống thêm được 12 năm nữa. Trích Hồi Sinh Tự Ký. Câu chuyện số 20. Chiều nhà Minh, niên hiệu Vạn Lịch, Chánh Côn theo chú là Lâm Đường đến chùa Vạn Đức học hỏi Phật Pháp, lại tham phỏng với Phổ Môn Đại Sư, nên có chỗ tính ngộ, phát tâm quy y Tam Bảo, chuyên tu tịnh nghiệp. Côn là thầy giáo nên ngoài giờ dạy học thường khuyên nhủ học trò nên trường chay và niệm thánh hiệu Tây Phương A Di Đà Phật. Trong số học trò này, Dịch Đức là người có tâm tính kính sâu dày, nên phát nguyện chép kinh Đại Bi 50 quyển, kinh Kim Cang 30 bộ. Vào ngày 29 tháng 5, Dịch Đức tắm nơi suối Cẩm Khê bị bạo bệnh chết. Mọi người khiêng xác về nhà thì tử thi nằm trên giường, bụng cất tiếng nói: "Ta đây chính là Hộ Pháp Thần, Hộ Phía Tả Đức Phật." Dịch Đức nhân vì đời trước làm quan, giết lầm nhiều người nên đã bị oan hồn bắt vào Minh Phủ. Do ông ấy có thiện niệm thờ Phật, kính thành và chấp kinh, nên ta đến đây đặc biệt ủng hộ. Chánh Côn, nhà ngươi nên vì Dịch Đức mà niệm Phật tụng kinh, đợi đến ngày mùng 7 sẽ hoàn hồn, đợi viết kinh thù đáp bổn nguyện, nương nhờ công đức ấy mà oan hồn của các quỷ được siêu thăng. Hộ Pháp nói mấy lời trên rồi bảo rằng: "Ta đi đây." Đến ngày mùng 7, quả như Dịch Đức sống lại, tự đấm lưng mình kêu la bị té rất đau. Chủ của Đức hỏi nguyên cơ thì Đức đáp: "Đục cháu tắm suối Cẩm Khê thì thấy hai người cầm thẻ bài đến gọi. Cháu theo hai người ấy đi một hồi lâu thì đến chỗ bảo điện rất trang nghiêm, thầy có tấm bảng đề là Sấm La Điện, trong ấy có Diêm Vương ngự nơi bằng án. Con vừa đến thì thấy có vô số quỷ đầu cho mặt ngựa đua nhau đến trước đánh con tới tấp như mưa. Trong tâm con nghĩ mình là Phật tử ăn chay niệm Phật, nên gặp cảnh khổ đau này thì phải an nhẫn. Tiếp đó con bỗng nhiên nhận biết đời trước là một vị tướng quân đã làm giết hại sinh mạng của 800 người. Ác nghiệp đã gây thì khi quả báo thuần thục phải trả. Lúc ấy con khóc lóc tỏ bày với Diêm Vương vì việc triều đình mà lầm lẫn gây tội nghiệp như thế. Diêm Vương hiện vẻ giận dữ báo rằng: "Tội này đáng phải nấu trong dầu sôi." Nói dứt lời thì có quỷ tốt thân xanh mặt lửa khi một chảo dầu to sôi sùng sục đến. Nhóm quỷ tốt áp đến chói con toàn ném vào chảo, thì chiếc điện bỗng phóng đến một đường kim quang làm tan biến cảnh tối tăm. Con nhìn lên thì thấy cảnh tượng sáng rỡ, Vi Đà tướng quân và Quản Đế Thánh Quân đứng ở không trung. Vi Đà cầm bảo sử nhí vào chảo dầu sôi, tự nhiên trong chảo dầu hoa sen mọc đầy trong chảo. Diễm Vương nhìn thấy tức khắc rời khỏi tòa, chí thành chắp tay đảnh lễ và ra lệnh phóng thích con về, bảo hai người bịt khăn vàng đưa đi đường. Đi qua núi Tuấn Lãnh thì người bịt khăn vàng sợ con té xuống nên tỉnh dậy. Tỉnh lại thì thấy lưng bị đau,
Chánh công nghe xong thì vui mừng đợi cháu đến trước Phật đài lễ tạ Phật, Bồ Tát Phi Đà và Quan Đế. Sau khi lễ Phật thì thân thể Dịch Đức khỏe mạnh như xưa. Mỗi ngày anh chí thành viết hai bộ kinh nói trên để ấn tống. Cả nhà sau đó đều theo gương anh ăn chay và niệm Phật rất tinh cần. Trích Kim Cang Quả Báo Lục. Câu chuyện số 21. Chiều nhà Thanh, Bá Vạn An tự Thiên Hữu là người huyện Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Ông là người tín phụng Phật Pháp từ lúc nhỏ. Bình sanh ông ưa thích làm tất cả thiện sự. Ông từng kể cho một Phật tử là Bằng Xích Mộc tiên sinh nghe câu chuyện về thân mẫu của mình là đạo thị nương nhờ tự lực của Quán Âm Đại Sĩ, bị bệnh đã chết nhưng được sống lại. Ông thuật lại như sau: mẫu thân của ông năm 64 tuổi bị bệnh nặng, nên ông từ Giang Tô được tin bèn tức tốc trở về nhà. Thấy mẹ nằm trên giường bệnh đã tắt hơi, nhưng vì ngực còn hơi ấm nên cả nhà không nỡ tấn liệm. Vạn An nhìn thấy tình cảnh này thì lòng đau như cắt, không nói được một lời. Vồ đến trước thánh tượng của Quán Âm Đại Sĩ, chí thành lễ bái cầu đảo, nguyện tụng chú Bạch Y đến 12.000 biến, giảm tuổi thọ của mình một kỷ để cho mẹ được sống thêm. Lúc quỳ trước Phật đài tụng chú, hai dòng lệ tuôn rơi, tiếng khóc lẫn với tiếng trì chú làm ai trông thấy cũng rơi lệ. Đến sáng ngày thì mẫu thân của Vạn An tẩy chân cử động và mở mắt ra nhìn bốn phía, sau đó đòi uống nước. Sau vài ngày thì mẹ của Vạn An có bệnh hẳn. Sau khi sống lại thì mẹ ông tự thuật chuyện sống lại của mình như sau: lúc mới chết thì bà thấy có hai vị quan đến dẫn đi, chạy qua các ti thổ địa thần hoàng, tiếp đến là phủ Đông Nhạc. Khi đến đây thì phủ quan nói với bà: người có đứa con chí hiếu, trước Quán Thế Âm Đại Sĩ chí thành cầu đảo, lại thành kính trì chú, nguyện bớt tuổi thọ của mình để thêm tuổi thọ cho mẹ. Do tâm chí thành cảm đến Quán Âm Đại Sĩ nên tuổi thọ của ngươi được tăng thêm trên dương thế. Nói dứt lời, vị phụ quan ra lệnh cho người dẫn bà ra khỏi phủ rồi phong thích về dương thế. Vạn An thấy mẹ sống lại nên vui mừng khôn xiết. Ông quỳ xuống trước mẹ rồi thưa: thưa mẹ, mẹ nhờ có Quán Âm Bồ Tát cứu sống lại nên giờ này đừng lưu tâm việc gì nữa, chỉ nên tu tịnh nghiệp cầu nguyện vãng sanh. Nói rồi Vạn An dọn riêng một căn nhà bên trong thờ Tây Phương Tam Thánh. Đào thị thấy con chi hiếu thì vô cùng cảm động nên phát nguyện trường trai. Mỗi ngày ba thời, sớm mai, trưa và chiều, ở trong tịnh thất cầm số chuỗi, thành kính chuyên niệm thánh hiệu Tây Phương Di Đà, mỗi thời tụng nghìn biến. Bà sống thêm 12 năm nữa thì lúc 76 tuổi, nhằm ngày 15 tháng 9, vào buổi sáng thức dậy sau khi lễ Phật niệm Phật xong thì bảo với Vạn An rằng: mẹ sắp về Tây Phương, con nên mời bà con thân thuộc đến để mẹ từ biệt. Khi tăng quyến và tất cả con cháu đã từ tiểu đông đủ thì đầu thị vui vẻ từ biệt mọi người rồi căn dặn các con: giờ phút cuối cùng của mẹ
các con phải thận trọng, chớ có khóc kể. Bà ở lại thêm 3 ngày. Ngày đầu uống 5-6 chén nước nóng, đến ngày thứ 3 mới sáng thức dậy. Bà tắm gội, thay đổi y phục, đến nơi giường nằm xuống, rồi bảo con cháu vẫy quanh niệm Phật. Bà nằm nghiêng bên tay phải, đồng niệm Phật theo, rồi an tường tạ thế. Chích Nhất Hạnh Cư Tập. Câu chuyện số 22. Chiều nhà Thanh, Trương Khai Nguyên là người huyện Nam Phong, tỉnh Giang Tây. Niên hiệu Gia Khánh năm thứ 25, vào ngày 14 tháng 3, Khai Nguyên cưỡi ngựa để tập bắn. Do sự dụng lực quá mạnh nên bị té nhào xuống đất bất tỉnh, nên Nguyên được mọi người khiêng về chỗ ở. Khai Nguyên nằm trên giường trên la rất thảm. Trong lúc hôn mê, ông thấy một vị quan tay cầm thẻ bài, tay nắm cái côn, đến lôi ông dẫn đi. Lúc ấy phía sau bỗng có người kéo lại mà nói rằng: "Ông lôi người ta đi đâu? Ông nên biết người này dù làm quan nhưng vẫn tin Phật Pháp, hàng ngày đều có tu trì, thường tụng kinh Phổ Môn rất chí thành, đã từng chích trong bộ Kính Tín Lục những điều mà có người phạm tội rồi tự sao chấp thành 10 bộ, phân phát cho người xem để khuyên họ chánh giữ làm lành. Người này còn ý theo Đỗ Giang, nói khuyên người lãnh xa tội ác, siêng tu hành lành. Chẳng những thế, lại phát nguyện khắc bản ấn tống. Người biết tụng kinh, niệm Phật, làm lành và khuyên mọi người làm lành như thế mà bị yểu số, thì thử hỏi có lợi ích gì?" Vị quan kia vẫn lôi Khai Nguyên đi như trước, nhưng người phía sau vẫn cố gắng hết sức níu kéo lại. Bấy giờ vị quan ấy bèn buông tay cho đi. Người phía sau bèn dặn dò Khai Nguyên rằng: "Vị quan này bỏ đi nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Giờ ta chỉ cho ông đường đi đến Nam Hải, cầu cứu với Quán Âm Đại Sĩ." Khai Nguyên lúc ấy tự nghĩ: "Mình bị té, đi đứng khó khăn quá, làm sao đến được Nam Hải đây?" Thì bèn nghe người ấy nói: "Nếu ông không thể đi được thì ngồi ngay thẳng, nhất tâm thành kính niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông hãy nghe ta dặn kỹ, khi ông nhìn thấy một người đẹp hoặc đáng yêu thì phải hết sức thận trọng, đừng để động tâm mà phải đọa vào ác thú." Khải Nguyên vâng lời chỉ bảo, thì tự cảm thấy thân mình nhẹ nhàng như chiếc lá gặp gió bay lượn giữa hư không. Chỉ trong chốc lát thì thấy mình đến một nơi đường hẻm có nhiều cô bán rượu, cô nào cũng tuyệt đẹp, đuổi nhau đến níu kéo Khai Nguyên. Nhớ kỹ lời dặn, lòng dặn lòng, nên Khai Nguyên nhắm mắt không nhìn mặt họ thì tự nhiên không nhìn thấy họ đâu nữa. Vừa lúc ấy thì lại thấy ba đào nổi dậy, lượn sóng cao chọc trời, trước mắt ông là biển cả mênh mông. Khai Nguyên thành kính quỳ xuống nơi bờ biển, nhất tâm niệm Phật. Thì trong giây lâu thì thấy có 2-3 ông già râu tóc bạc phơ bắt một người ném xuống chân núi. Khi nhìn kỹ thì thấy người bị bắt ấy rất giống mình. Lúc ấy lại nghe một tiếng nói từ phía sau: "Đây là thần thức của ngươi." Dứt lời thì thấy Bồ Tát hiện ra trước mắt. Khai Nguyên vội vàng đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát bèn dẫn Khai Nguyên đi xem khắp 4 âm ty, 2 đường thiện ác,
rồi lại dặn dò rằng: sau khi trở về dưỡng thế, ngươi hãy cố gắng giữ gìn thấy sắc đừng động tâm, và tinh tấn niệm Phật tụng kinh đừng giải đãi. Tự thực hành như thế, và cũng đừng quên khuyến hóa mọi người. Khải Nguyên cúi đầu thành kính vâng lời, thì tính lại: bây giờ thân thể mạnh khỏe như trước, không còn đau nhức nữa. Lập tức ngồi dậy, mặc áo bước ra ngoài cửa. Mọi người lấy làm lạ nên hỏi nguyên nhân, thì Khải Nguyên thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ai cũng đều cảm động và phát tâm thành kính quy hướng về Quán Âm Đại Sĩ. Khải Nguyên đương thời là một vị quan võ quyền thức cao sang. Dân chúng thấy ông tu tập và khuyên răn người như thế, đều thành kính vâng lời làm theo. Trích Nhân Quả Thập Lục. Câu chuyện số 23. Triều nhà Thanh có Tương Tâm Như ở Dương Sơn, vào niên hiệu Càn Long, đêm 15 tháng 11, thì ông nằm mộng thấy lính lệ cầm thiếp đến mời mình đi đến một chỗ có cung điện nguy nga. Vừa đến nơi thì có một vị đại quan niềm nở tiếp đón. Tâm Như thấy vị quân ấy phục sức nghiêm chỉnh, nên trong ý cho là hàng vương giả. Đại quan ấy nói: chốn Minh Ti này nhiệm kỳ của tôi đã mãn, tôi sẽ đi nơi khác, nên tòa vị này của tôi xin ngài thay thế. Tâm Như nghe xong thì nói: không được, không được, mẹ tôi đã già mà con trẻ còn thơ dại, công việc của tôi cũng chưa xong, nên tôi không thể đành trách nhiệm này được. Vị đại quan nghe xong thì nói: sự việc ở thế gian, công việc muốn xong hay không là do mình. Tôi biết ngài là người chính trực nên mời đến đây, ngài không nên từ khước. Nghe đến đây thì Tâm Như bỗng giật mình thức giấc. Ngọn đèn trong nhà còn sáng, nhưng tứ chi cảm thấy lạnh và đau buốt, như mới từ trong băng tuyết đi ra. Tâm Như lại rơi vào giấc ngủ. Đến canh tư thì lại thấy mình đến Minh Phủ. Trên điện đường đã thiết lập sẵn 5 tòa vị, án thiết 6 bộ chẳng chất lên như núi cao. 4 tòa vị đã có người, chỉ tòa vị thứ 5 là còn trống. Một vị quan vừa thấy Tâm Như thì bèn nói: đây là tòa vị của ngài, xin mời an tọa. Tâm Như không đồng ý ngồi xuống, nên đi sang nhìn các tòa vị kia. Khi đến tòa vị thứ 3, khi nhìn kỹ thì thấy người đó không ai khác, chính là thầy của mình, là Phùng Tịnh Sơn tiên sinh. Tâm Như vội đến trước, cúi đầu chào vái và thưa rằng: xin thầy vui lòng đổi thay cho con xin được nghỉ. Người ấy bèn nói: con đã đến đây rồi, nên giờ hãy trở về dương thế để sắp xếp hậu sự. Hôm nay là ngày 15, ngày 20 con sẽ xuống lãnh trách nhiệm. Nghe nói xong biết khó từ chối, nên Tâm Dư liền bái biệt thì thức giấc. Sáng ngày hôm sau, Tâm Dư đến nhà bạn là Vương Phương Bá để từ việc, để sau đó về nhà sắp đặt mọi thứ cho việc lâm chung. Vương Phương Bá nghe chuyện thì bảo: anh đừng sợ, tôi có một phương cách, nếu anh thực hành thì họ sẽ không mời anh nữa đâu. Phương pháp này rất dễ làm, đó là chỉ cần chí thành chỉ tụng Đại Bi Thần Chú của Đức Quán Âm. Tâm Như vâng lời bạn, bèn mục dục trai giới thanh tịnh, kiến lập đàn tràng, tự mình khuyên bảo tất
cả gia nhân, nhất tâm chỉ tụng thần chú Đại Bi. Đến ngày 20, tất cả gia nhân vì sợ người âm ti đến bắt, nên tất cả vây quanh nơi chỗ của Tam Dư và hết lòng chỉ tụng Đại Bi chú. Sau lúc canh ba, thì trên mắt Tam Dư nhìn thấy từ nơi không trung có một chiếc kiệu bay xuống, có hai người khiêng kiệu và mấy người cầm cờ. Trong tâm Dư biết đây là người đến rước. Bây giờ trong nhà gia nhân đều lớn tiếng đồng thanh chí thành chỉ tụng Đại Bi chú. Những người cầm cờ xí khiêng kiệu dần dần đến nơi, nhưng rồi tất cả đều tan như sương khói. Đến sáng, Tam Dư vẫn khỏe mạnh và không bệnh hoạn gì. Trải qua thời gian 3 năm, Dư được triều đình tiến vào Hàn Lâm Viện. Do những duyên này mà cả nhà ông đều phát nguyện ăn chay niệm Phật. Trong nhà đều thờ Quan Âm Bồ Tát, hàng ngày lễ bái cúng dường và trì tụng Đại Bi Thần Chú rất tinh tấn. Trích Chân Triều Liên Kính Thuật. Câu chuyện số 24. Triều nhà Tống, Phạm Văn Chánh Công Trọng Im là một vị đại thần trong triều. Mẫu thân ông tạ thế đã 21 ngày thì thấy mẹ hiền về trong giấc mộng, buồn khóc nói rằng: "Con ơi, mẹ khi còn ở dương thế tạo nhiều ác nghiệp, nên sau khi xả thân đọa vào chốn Minh Ti, bị hình phạt không sao tưởng được. Con là người chí hiếu, nên hãy rước thầy tụng kinh Kim Cang Bát Nhã một tạng để cứu độ cho mẹ." Chồng Im nghe mẹ nói xong thì buồn khóc rồi tỉnh giấc. Lập tức ông mộc dục trai giới thanh tịnh, đích thân đi đến thiền lâm ở Nón Nguyên Mộ bái thỉnh chư tăng về tư dinh, rồi thiết lập đàn tràng tụng kinh 7 ngày 7 đêm. Đến đêm thứ sáu, việc tụng kinh lại bay xám sắp biến mạng, thì ông lại thấy mẫu thân hiện về, hình dung vui vẻ tươi cười bảo ông: "Nhờ con chí thành thỉnh chư tăng về nhà tụng kinh bay xám siêu độ cho mẹ. Và lúc chư tăng tụng kinh thì con luôn thành kính lễ Phật cầu nguyện, mà cảm đến Bạch Y Đại Sĩ đã giáng lâm phàm trần. Ngài có chỉ kinh được quyển, nên chẳng những tội nghiệp của mẹ đã được tiêu trừ, lại còn được sanh về thiên giới. Việc này thế nào sáng ngày mai khi vào kinh đường thì con sẽ biết rõ. Con nên sắm sửa lễ vật cho hậu để cúng dường, nhằm báo đáp đại ân của Bồ Tát." Hôm sau, Chánh Công Phạm Trọng Im đợi đến lúc pháp sự viên mãn, sám lễ thành kính rồi kính thỉnh chư tăng tề tựu để lễ tạ cúng dường. Sau khi cúng dường cho chư tăng thì Chánh Công Trọng Im quỳ trước chư tăng thành kính bạch rằng: "Con xin hỏi chư thượng đức ở đây, ngày nào tụng kinh nửa quyển thì xin cho con biết." Chúng tăng nghe nói thì ấy nhìn nhau thất sắc rồi đáp lại rằng: "Kinh điển của chúng tôi chỉ tụng một chữ không sai, không sót một câu, thì đâu có việc chỉ tụng chỉ nửa quyển." Bây giờ có một vị tăng thụ dung thưa rằng: "Hôm rồi lúc đại chúng tụng kinh, sơn tăng này có đứng giữa cột tụng thầm đến phẩm thứ 16. Kinh Kim Cang có 32 phần, phần thứ 16 là nửa quyển. Thì lúc ấy quan đại thần đến niệm hương, nên sơn tăng này trở về nhà chùa để làm công việc. Nhân tiện
Quán Đại Thần hỏi: "Thì Sơn Tăng này xin thành thật nói lại cho ngài biết." Vừa nghe xong thì Chánh Công Phạm Im quỳ xuống cúi đầu đảnh lễ. Vị tăng ấy bèn nói: "Mạc mạc, đừng, đừng." Rồi bay lên không trung biến mất. Lúc này tăng cũng như tục còn đang ngơ ngác thì Chánh Công Trọng Im đã kể lại giấc mộng tối qua. Ai ai cũng sanh tâm cung kính chiêm ngưỡng lễ bái đại sĩ. Sau khi hoàn tất lễ cầu siêu cho mẫu thân, Chánh Công Trọng Im đã kiến tạo ngôi chùa lấy tên hiệu là Mạc Mạc Thiền Đường để ghi lại sự linh nghiệm của Quán Âm Bồ Tát giáng lâm phàm trần, tụng thầm Nữ Nguyên Kinh mà mẹ mình được thoát khỏi chúng minh đầu, lại được siêu sanh thiên giới. Ngôi đại già lắm ấy đến nay vẫn còn. Trích Linh Sơn Thắng Tích.